Mới đây, tại một đêm diễn tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week 2020, nữ ca sĩ Thủy Tiên được cho là đã chiếm spotlight dù sự kiện xuất hiện rất nhiều người đẹp khác. Sau khi tiến vào vị trí ghế ngồi, Thủy Tiên được sắp xếp ngồi cùng Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc và người mẫu Linh Chi. Nếu như Thủy Tiên khá im lặng vì đang ngồi một mình, thì kế bên các đàn em Ngọc Trinh, Linh Chi và Ninh Dương Lan Ngọc vô cùng ồn ào khi gặp nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trên mạng xã hội không rầm rộ truyền tay nhau đoạn video, được cho là Thủy Tiên bị đàn em hất tóc vào người hai lần, đến mức phải đứng lên bỏ đi. Theo hình ảnh ghi lại, trong lúc mải mê chỉnh đốn lại đầu tóc, trang phục để chụp ảnh, chân dài Linh Chi vô tư hất tóc vào mặt Thủy Tiên, không chỉ một mà đến hai lần, cô hất tóc vào trúng mặt đàn chị. Ngay lập tức, đoạn clip kể trên gây bão cộng đồng mạng. Rất nhiều bình luận cho rằng Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc và Linh Chi đã thiếu tinh tế trong cách ứng xử, nhất là với đàn chị. Một số cư dân mạng bình luận, Linh Chi cái gì cũng dở, gặp tiền bối đã không chào, còn 2-3 lần hất tóc vào mặt người ta. Bảo chị ơi, cho em nhờ chụp hình chút được không chị? Nói vậy khó lắm sao mà không nói, mắc mệt. Ai lập group anti Linh Chi cho mình tham gia với ạ? Ngay lập tức, hội anti ba cô gái vô duyên đã được mọc lên. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bên vực cho rằng Thủy Tiên đứng lên sau khi photo đến nói nhỏ và thông báo cho cô đi ra ngoài chụp ảnh. Ở một góc máy khác, chúng ta có thể thấy rõ điều này. Trước vụ việc này, quản lý của Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã lên tiếng. Dạ, hình như có chút hiểu lầm. Rõ ràng trong clip, anh Lê Huy lại nói nhỏ vào tai chị Thủy Tiên rồi chị đứng dậy đi ra ngoài. Bản thân mình cũng đã gọi cho anh Huy để xác minh và anh đã confirm là anh nhắn chị Tiên ra ngoài chụp ảnh thêm. Chắc là do góc quay nên mới xảy ra sự hiểu lầm này ạ.